Ok luôn anh Linh. Làm việc với hải sản. Sao phải nấu ăn với bể anh Bảo? Rồi. Ném cà chua vô cái nồi. Bữa trước mình quăng được rồi. Oh my god. Em biết chó nè. Gà nè. Đây. Oh no. Cầm sao quên được 4 tiếng cách quăng rồi. Chicken. Mình đúng rồi em ơi. Mình móc một đầu bếp rồi mọi người. Ủa? Đầu bếp mình đâu rồi? Con đầu bếp đâu? Không bếp. Chuyển sinh luôn rồi anh. Anh sợ phá quá, biết chờ em vậy. Ok, tôi sẽ quăng gà qua đây. Quăng ở đâu vậy? Quăng ở đâu? Quăng ở đâu vậy? Quăng qua em ơi, quăng qua em ơi. Cho thịt gà. Gà, quăng thịt gà. Quăng thịt gà. Đi ra. Quăng thịt gà. Quăng thịt gà. Ê da, đây quăng tôi vậy. Cảnh đăng coi. Tao kêu là mày biến về chỗ của mày đi. Bên chỗ của mày có chỗ kêu với nó. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đúng rồi, chia ra. Đúng rồi. Tay tao huy này mà tao huy khác cũng y chang thế luôn. Ôi giờ sao đây? Giờ sao đây? Gà chín nè, giờ sao gà chín nè. Để đây. Mày có gì mày quăng quá gì nữa. Trời ơi, mày quăng quá gì nữa. Sao rồi, tụi mình ở trên bè này nó yên bình. Đúng rồi á, anh em mình ngồi chill á. Trời ơi, bớt phá đi mày ơi. Chúng ta nấu nửa đoán đi mày ơi. À cái đứa khoai tây nè. Đây. À, gà. Đấy, bây giờ cục tay kia dư không làm gì thì cho gà vào nốt đi là xong kìa. À, cho gà vào, cái gì vậy? Cho gà vào anh Bảo. Cái này nó nướng đâu? Lấy ra gì vậy? Ủa, lấy ra gì? Tao đấm mày quá. Trời ơi, huy nước thôi là huy nước. Đó là mình tốn thời gian quá. Ôi, mình vẫn qua được rồi, mình vẫn qua được à. Ai, đem gánh nè. Trời nè. Bớt huy ơi. Chợ em, giúp. Đúng rồi. Ây da, ai vừa quăng vậy? Ây da nữa. Bye bye. Rồi, xong. Nó ném xong rồi nó nhảy xuống dưới luôn kìa. Ôi. Ủa, làm sao nướng tôm vậy anh em? Lấy tôm để lên chảo. Tôm lên cái chảo. Ơi, cái này đủ rồi nè. Ôi. Trời ơi, sao thằng nào làm cái xong cái món này rồi mà không mang ra vậy? Thằng nào? Anh nghĩ là chắc chắn thằng không biết như thế này là chắc huy nấp em ạ. Trời ơi. Bye bye. Rồi, xong một cái Thằng Bảo. Đúng rồi, tất cả là anh Bảo. Tôi có thể dẫn dắt được cái team này đi đến chiến thắng với dòng 22 nè. Đừng nhớ đây, chứ biết đoạn, đừng nhớ đoạn nha. Cá phải chặt ra, đừng có ném ở đây. Pasta thì ném qua thôi. Cho Huy chặt đi. Pasta ném qua đây. Đưa mà em dục xuống được không ta? Tụi tôi đập ổng mày hả? Gần nhà đừng có đón nha anh Bảo, đừng có. Ai Ủa mình chơi nãy giờ mà hết giờ lẹ. Ôi no. Cái này khó vậy. Ôi ôi không được một sao. Ôi mới được. Ôi ôi chưa đủ nữa. Mình được một sao. Ok các bạn ơi, video của mình tới đây thôi. Tạm biệt các bạn. Bớt chạy đi. Không, mình đứng chỗ nào mình ở, làm ở đó luôn. Ok. À hình như là nếu mà nó qua mỗi cái vạch là hình như nó giảm điểm hay sao á, phải không? Đúng rồi, yeah. Đây. Cá. Là nó đây. Hai cá, có một cá. Cá rồi, tôm luôn rồi. Đây, nó như thế này đấy, anh sợ à. Nó phải như thế này đấy, anh sợ à. Rồi, có một đôi nữa nè. Rồi, ship nè. Rồi, cá nè. Nhiều pasta nha. Ok, quăng pasta đây. Vô. Ok, go. Được. Đi. Ok.
đi cả, ok. Đường ra sắp thơ. Let's go. Ôi. Đó 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 đó. Ôi bị kêu điểm hả? Ok, cái đó đó chịu rồi, chịu rồi. Có đừng thở, thật. Nè, đừng mất rồi, đừng mất rồi, đừng mất rồi. Anh quăng ra. Rồi, thiếu pasta lắm luôn á. Ôi 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 ôi. Ôi sao đưa đoán lên này? Bỏ lên để nó đi qua. Ơi, phải làm vãi cả nồi à. Oh my god. Không, cái này là phải qua, là phải để đấy. Nắm gì đó? Nắm cái pasta hả? Ok, nắm cái pasta này xong một cái con dĩa nè. Nó món tiếp theo vừa thịt. Vừa có nắm vừa thịt vậy. Cái đồ này này sao phục vụ? Để anh em ơi. Ủa sao cái dĩa đâu hết rồi? Hết dĩa rồi. À, ủa người ta chưa ăn kìa. Quăng dĩa qua đây, quăng dĩa qua đây. Rồi bên đây đang thiếu đồ lắm nha anh em ơi. Bên đây có mấy cái món dừa, không có dĩa đây nè. Cái này bị cái khúc này nè, phải lâu khúc này. Này chậm nè, chậm được khúc này nè. Ây da, đợi cái kiểu này khó quá nha. Chết tôi rồi. Ôi vãi. 111, có vậy. Chuẩn bị lấy dĩa lên. Ủa sao cái thịt này, ôi giời, xong đi qua bên kia rồi. Để thằng vào đồ ăn á, để thằng vào đồ ăn. Sao Huy để cái nồi này bên đây vậy? Còn một cái bia ăn dưới đất kìa mấy đứa. Trời ơi, ông nội Huy, ông để đồ ăn, để mấy cái đồ mà nướng đồ ăn tuốt đâu không ạ? Hết chỗ, hết chỗ. Đi ra. Đừng có đi một chỗ, lúc nào cũng phải hoạt động hết. Trời ơi. Được rồi, được, ok, rồi. Ok, một cách chế biến mới là hot dog, burrito. Lấy thịt, đem nướng. Xong rồi, lấy cái cục kia cũng đem bỏ vô luôn. Ok, thịt là đem nướng. Ok, thịt là đem nướng dưới nè. Cơm phải để bên kia nấu cơm này. Đó. Rồi, thịt đây rồi, chặt ra nè. Cơm đâu? Ủa, ném hoa. Ủa, ai nữa, để cái chảo đi trời. Để lên cái chỗ nấu nè Huy ơi. Ồ. Cơm. Cơm đây rồi, cơm đây. Nhiều cơm quá. Ôi trời ơi. Dưới này mệt mệt để cái chảo chứ. Cơm. Cơm hả? Cơm nè. Cơm bên đây. Quán cái gì vậy? Nắm này. Cơm này, ăn ba tô cơm. Ăn ba tô cơm. Cơm đầu vô lẹ đấy, chơi vô lẹ. Rồi xong thôi. Thật đấy. Ôi trời, thật không ăn ra được. Ôi trời. Ok bài. 754 là nhiều đấy chứ. Cái này sao? Cũng được. Oh my god. Oh my god, cái này là nướng hả? Này nướng hả em? Này nướng hả? Ủa cái này là nướng bên kia. Wow. Ok. Bên đó hả? Ok. Bằng đây, đây. Cái nguyên liệu nó giữa. Cái gì vậy? Đúng không ai? Bên đây, quăng bên đây, làm sao chặt cơm hả? Rớt luôn rồi. À, mà có món gì vậy? Gà cơm với lại cái miếng kia. Cho em thịt quăng cho em. Quăng bên trái dưới nè. Ai đi rửa chén nữa nè. Rửa chén đi em. Nè, thịt gà. Trời ơi. Đã gần nửa thời gian rồi chúng ta chưa làm được gì hết. Hay quá anh em. Ôi trời, cái thằng này nói chuyện kìa. Có cái dĩa bên kia mà chưa rửa kìa. Trời ơi, không ai rửa dĩa cả.
Chúng ta giữ rễ. Thế rồi, anh đem theo cả cái đĩa xịn rơi xuống mất rồi. Em phải cái chữ này. Nè ném cái vỏ đây nào. Ôi chết, cái này chưa. Ôi ơi, bạn thịt qua đây rồi. Anh em, chúng ta nên dừng lại tại đây đi. Em thấy no hope rồi. No hope rồi rồi, mình để em xuống luôn đấy hả? Trời, mọi người cứ quăng thịt cho em đi. Trời ơi, mọi người quăng thịt thì làm sao mà làm. Bye bye. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Quá là dễ dàng. Nếu các bạn không muốn có nữa ở video lần sau nữa, các bạn hãy để những video này một like. Các bạn rất là nhiều. Tôi sẽ chịu hòa anh Huy kia quay trở lại. Còn ai muốn xem 3 lần trước tụi mình đã hoàn hảo làm những cái nhà đầu bếp xịn sò thế nào thì ứng vào cái video trên màn hình nha. Đúng rồi, bấm vào đây các bạn ơi. Đúng rồi, chúng ta có một video đầu bếp các bạn. Anh Huy tập trước qua tập này. Các bạn thấy anh Huy nào đẹp thì đừng quên để lại bình luận phía dưới. Bye bye. Kim bom.